Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái 4 tuổi của Khánh Thi Phan Hiển ngày càng điệu đa. Khánh Thi Phan Hiện là bộ đôi vàng trong làng Dancebox Việt Nam. Không chỉ câu chuyện thể thao mà đời sống cá nhân và câu chuyện con cái của cặp sao cũng được dân tình quan tâm. Theo đó bé Anna Vương Diễm được nhiều người nhắc đến vì ngày càng điệu đà và đáng yêu. Cụ thể trên trang fanpage riêng của gia đình, Khánh Thi Phan Hiện thường xuyên cập nhật các khoảnh khắc của hai nhóc tì. Thời gian gần đây bé Anna được phụ huynh ưu ái khi chiếc spotlight với loạt hình bánh bèo công chúa vốn được phụ huynh bốc phốt điệu đà từ lâu nên Anna cũng không ngại thể hiện đặc quyền này của mình trong gia đình. Theo đó, bé thường mặc những mẫu váy có dáng xòe baby Dawn. Ngoài ra, mái tóc thường xuyên được mẹ dắt đi làm xoăn cũng khiến nhóc tỳ 4 tuổi trở nên điệu đà hơn. Nhóc tỳ diện mẫu đầm tím, điểm nhấn là tay phòng. Con gái cánh thi cũng quen với kiểu tóc búi củ tỏi. Mặc đồ ở nhà cô bé cũng làm duyên, Trang phục có gam màu pastel nhẹ nhàng khiến Anna thêm nữ tính. Điều thú vị là dù còn nhỏ tuổi nhưng Anna lại rất thích được trang điểm. Khánh Thiên thỉnh thoảng cũng đáp ứng sở thích của con bằng việc cho bé đánh má hồng, tô son. Nhờ vậy cô bé lại càng thêm điệu đà hơn trong mắt người hâm mộ. Ngoài ra, theo chia sẻ của phụ huynh, nhóc tỳ còn thích tạo dáng và có khả năng nhảy múa thừa hưởng từ ba mẹ. Nhấp tì thường dùng son dưỡng có màu để trông đáng yêu hơn. Tiểu công chúa nhà Khánh Thi cũng có những lúc nhí nhố. Nói về con gái Khánh Thi Phan Hiển, nhân tình còn nhớ đến gương mặt không biểu cảm của cô. Những lúc không cười, gương mặt Anna trông như đang cọc căng chuyện gì. Cũng vì lý do này mà nữ kiện tướng Danceport gọi con gái là mở chảnh. Lên 4 tuổi, Anna trở thành người bạn mặc đồ đôi với mỹ nhân sinh năm 1982. Con gái lớn lên khỏe mạnh là niềm hạnh phúc của vợ chồng Khánh Thi Phan Hiển. Trước đó cô từng chia sẻ Anna sinh non, ra đời chỉ có 1,9 kg, cả người tím tái nên gia đình rất lo lắng. Anna giờ đã cao lớn và năng động, gia đình 4 thành viên của cặp đôi khiến ai cũng ngược một. Khánh Thi số hưởng chồng trẻ kém 11, trong trẻ kém 11 tuổi cưng nựng như bà Hoàng. Mới đây trên trang cá nhân của Phan Hiển, cặp đôi lại khiến cho dân tình không khỏi ghen tị và ngưỡng một trước độ chiều vợ của anh Trang. Theo đó Phan Hiển chia sẻ, nàng đòi ăn cơm chiên cua, thế là mình đặt ráp tận 20 phút, không ai nhận đơn vì mưa to quá. Thế là sau 30 phút thì mua được phần cơm chiên cho nóc nhà, chiều vợ là niềm vui của riêng mình. Nam kiểm tướng Dancebox khiến cộng đồng mạng xích khi vô cùng yêu chiều vợ, sẵn sàng loại mưa để mua cơm chiên cho nóc nhà. Dưới phần bình luận, rất nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm, sự hạnh phúc của cặp đôi. Hành động của Phan Hiện đã khiến cho anh được mệnh danh là người chồng quốc dân, còn Khánh Thi cũng được mọi người gọi vui là bà vợ số hưởng. Trước đó, người chồng quốc dân Phan Hiển cũng gây trầm trồ khi sẵn sàng mua cho Khánh Thi rất nhiều những món đồ đắt đỏ như nhẫn, xế hộp. Anh chàng luôn quan tâm, chăm sóc, yêu chiều Khánh Thi, coi cô như là công chúa. Có thể thấy, Khánh Thi Phan Hiển nhận được rất nhiều tình cảm sự mến mộ của mọi người về mối tình đầy ngọt ngào, có một không hai của mình. Cả hai đều chăm lo, vun đắp để cuộc hôn nhân trở nên đẹp đẽ, tuyệt vời hơn bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo